Xin chào các bạn. Người Ai Cập cổ đại tin rằng các vị pharaoh của họ là những vị thần và phải giữ dòng máu hoàng tộc của họ luôn luôn thanh khiết. Chính vì vậy, các vị vua Ai Cập thường lấy vợ là những người con gái, cháu gái hoặc chị em của mình. Việc giao phối cận huyết đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, trong đó có việc thoái hóa giống nòi. Vua Ramses II còn được biết đến với cái tên gọi là Ramses Đại Đế hay là Orimadiad. Theo nguồn tiếng Hy Lạp, được ghi nhận là một trong những vị vua vĩ đại và quyền lực. Ông cũng là pharaoh được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập cổ. Ramses II là vị vua thứ 3 của vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại. Theo các tài liệu ghi chép, Ramses II đã kết hôn với người em gái nhỏ nhất của mình là Henumi và ba người con gái lớn tuổi nhất của mình là Bintamet, Meritamen và Neferawi. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Hitti và Libya, ông vua Ai Cập này có tới 200 phi tần. Chính vì vậy, Ramses II có tới 96 người con trai và 60 người con gái. Bên cạnh thành tích tình dục vẻ vang đó, Ramses II còn được đánh giá là một trong những nhân vật thời xưa duy nhất được tin là sống đến 99 tuổi. Tuy nhiên, theo nhiều nhà khảo cổ, nhiều người tin vào giả thuyết ông qua đời khi ở 90 hoặc 91 tuổi là hợp lý hơn cả. Vài nét về tiểu sử của vua Ramses II. Vua Ramses II sinh năm 1300 trước Công nguyên và mất năm 1213 trước Công nguyên, là một trong những vị pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại. Vị vua này còn được nhiều người biết đến dưới cái tên là Ramses Đại Đế. Đây là ông hoàng Ai Cập duy nhất có cụm từ Đại Đế sau tên của mình, nhờ những thành tựu nổi bật trong thời gian trị vì đất nước. Tiết lộ bất ngờ về pharaoh Ramses II này không phải ai cũng biết. Pharaoh Ramses II là con của pharaoh Seti I và hoàng hậu Tuva, vị pharaoh Ai Cập thứ 3 thuộc vương triều thứ 19 sống nhất thọ, khi ông sống tới 99 tuổi. Ông hoàng này cũng đã trị vì Ai Cập trong vòng 60 năm. Do sống trường thọ nên khi người con trai là Menetat nối ngôi pharaoh Ramses II khi đã 60 tuổi. Menetat là con thứ 3 của Ramses II. Điều đặc biệt là pharaoh Ramses II sở hữu màu tóc đỏ vô cùng độc đáo nên được người ta liên tưởng đến thần Set. Pharaoh Ramses II nổi tiếng với các di tích lớn được xây dựng thời gian trị vì, bao gồm các ngôi đền Abu Simbel, Abydos, Ramesseum, Luxor và Karnak. Trong thời gian trị vì, pharaoh Ramses II đã dẫn dắt quân đội chinh chiến nhiều vùng đất lân cận và mở rộng bờ cõi lãnh thổ. Trong đó, nổi bật nhất là trận chiến Kadesh giữa pharaoh Ramses II dẫn theo 20.000 quân đối đầu với đội quân hùng mạnh gồm 50.000 binh sĩ của Hitti. Mặc dù kết thúc trận chiến đó không có bên nào giành thắng lợi, nhưng Ramses II đã được người dân Ai Cập chào đón như một người anh hùng.